Ngày 22 tháng 9 tại tỉnh Bến Tre, Tổng cục Khí tượng Thủy văn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị nhận định mưa lũ nửa cuối năm 2023, El Nino, nguồn nước, hạn mặn mùa khô năm 2023 đến năm 2024, khu vực Nam Bộ. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, El Nino sẽ duy trì từ nay đến khoảng tháng 4 năm 2024. Thủy triều vùng hạ lưu không có những diễn biến đặc biệt. Đỉnh triều cao trong các tháng đầu năm sau giảm dần. Như vậy, có thể tình trạng thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn sẽ xảy ra sớm và nghiêm trọng trong mùa khô năm 2023 đến năm 2024. Dự báo độ mặn tại các sông trong mùa khô 2023-2024 ở mức cao, hầu hết đều ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Vì vậy, các địa phương cần có biện pháp tích trữ, sử dụng hợp lý nguồn nước ngọt và bố trí mùa vụ hợp lý.